Vì trong tánh không của sáu phép thần thông không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát cũng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Cái phi sáu phép thần thông và tánh của cái phi sáu phép thần thông là không. Vì sao? Vì trong tánh không của cái phi sáu phép thần thông, cái phi sáu phép thần thông không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát cũng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là chính năm loại mắt Đại Bồ Tát không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Lìa năm loại mắt Đại Bồ Tát không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Chính sáu phép thần thông Đại Bồ Tát không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Lìa sáu phép thần thông Đại Bồ Tát không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, mười lực của Phật và tánh của mười lực của Phật là không. Vì sao? Vì trong tánh không của mười lực của Phật không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát cũng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Cái phi mười lực Phật và tánh cái phi mười lực của Phật là không. Vì sao? Vì trong tánh không của cái phi mười lực Phật, cái phi mười lực của Phật không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, nên Đại Bồ Tát cũng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng và tánh của bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng là không. Vì sao? Vì trong tánh không của bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng, bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát cũng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Cái phi bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng và tánh của cái phi bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng là không. Vì sao? Vì trong tánh không của cái phi bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng, cái phi bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát cũng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là chính mười lực của Phật, Đại Bồ Tát không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Lìa mười lực của Phật, Đại Bồ Tát không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Chính bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, Đại Bồ Tát không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Lìa bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng, Đại Bồ Tát không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, trí đạo tướng và tánh của trí đạo tướng là không. Vì sao? Vì trong tánh không của trí đạo tướng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát cũng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Cái phi trí đạo tướng và tánh của cái phi trí đạo tướng là không. Vì sao? Vì trong tánh không của cái phi trí đạo tướng, cái phi trí đạo tướng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Nên Đại Bồ Tát cũng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là chính trí đạo tướng Đại Bồ Tát không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Lìa trí đạo tướng Đại Bồ Tát không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, pháp không quên mất và tánh của pháp không quên mất là không. Vì sao? Vì trong tánh không của pháp không quên mất, pháp không quên mất không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát cũng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Cái phi pháp không quên mất và tánh của cái phi pháp không quên mất là không. Vì sao? Vì trong tánh không của cái phi pháp không quên mất, cái phi pháp không quên mất không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Nên Đại Bồ Tát cũng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Tánh luôn luôn xả và tánh của tánh luôn luôn xả là không. Vì sao? Vì trong tánh không của tánh luôn luôn xả không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát cũng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Cái phi tánh luôn luôn xả và tánh của cái phi tánh luôn luôn xả là không. Vì sao? Vì trong tánh không của cái phi tánh luôn luôn xả, cái phi tánh luôn luôn xả không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát cũng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là chính pháp không quên mất, Đại Bồ Tát không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Lìa pháp không quên mất, Đại Bồ Tát không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Chính tánh luôn luôn xả, Đại Bồ Tát không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được.
lìa tánh luôn luôn xả, Đại Bồ Tát không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, tất cả pháp môn Đà La Ni và tánh của tất cả pháp môn Đà La Ni là không. Vì sao? Vì trong tánh không của tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Đà La Ni không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát cũng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Cái phi tất cả pháp môn Đà La Ni và tánh của cái phi tất cả pháp môn Đà La Ni là không. Vì sao? Vì trong tánh không của cái phi tất cả pháp môn Đà La Ni, cái phi tất cả pháp môn Đà La Ni không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, nên Đại Bồ Tát cũng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Tất cả pháp môn Tam Ma Địa và tánh của tất cả pháp môn Tam Ma Địa là không. Vì sao? Vì trong tánh không của tất cả pháp môn Tam Ma Địa, tất cả pháp môn Tam Ma Địa không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát cũng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Cái phi tất cả pháp môn Tam Ma Địa và tánh của cái phi tất cả pháp môn Tam Ma Địa là không. Vì sao? Vì trong tánh không của cái phi tất cả pháp môn Tam Ma Địa, cái phi tất cả pháp môn Tam Ma Địa không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát cũng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là chính tất cả pháp môn Đà La Ni Đại Bồ Tát không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Lìa tất cả pháp môn Đà La Ni, Đại Bồ Tát không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Chính tất cả pháp môn Tam Ma Địa, Đại Bồ Tát không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Lìa tất cả pháp môn Tam Ma Địa, Đại Bồ Tát không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, cái không nội và tánh của cái không nội là không. Vì sao? Vì trong tánh không của cái không nội không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát cũng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Cái phi, cái không nội và tánh cái phi, cái không nội là không. Vì sao? Vì trong tánh không của cái phi, cái không nội, cái phi không nội không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, nên Đại Bồ Tát cũng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tàn mạn, cái không không đổi khác, cái không bổn tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh, và tánh của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh là không. Vì sao? Vì trong tánh không của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh, cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát cũng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Cái phi cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh và tánh của cái phi cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh là không. Vì sao? Vì trong tánh không của cái phi cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh, cái phi cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát cũng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là chính cái không nội, Đại Bồ Tát không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Lìa cái không nội, Đại Bồ Tát không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Chính cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh, Đại Bồ Tát không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Lìa cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh, Đại Bồ Tát không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, chân như và tánh của chân như là không. Vì sao? Vì trong tánh không của chân như không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát cũng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Cái phi chân như và tánh cái phi chân như là không. Vì sao? Vì trong tánh không của cái phi chân như không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, nên Đại Bồ Tát cũng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, cảnh giới bất tư nghỉ, cảnh giới hư không, cảnh giới đoạn, cảnh giới ly, cảnh giới diệt, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, cảnh giới vô tánh, cảnh giới vô tướng, cảnh giới vô tác, cảnh giới vô vi, cảnh giới an ổn, cảnh giới tịch tịnh, bổn vô, thật tế, cứu cánh niết bàn, và tánh của pháp giới, pháp tánh cho đến thật tế, cứu cánh niết bàn là không. Vì sao? Vì trong tánh không của pháp giới, pháp tánh cho đến thật tế, cứu cánh niết bàn, pháp giới, pháp tánh cho đến thật tế, cứu cánh niết bàn không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát cũng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được.
cái phi pháp giới, pháp tánh cho đến thật tế, cứu cánh niết bàn và tánh của cái phi pháp giới, pháp tánh cho đến thật tế, cứu cánh niết bàn là không. Vì sao? Vì trong tánh không của cái phi pháp giới, pháp tánh cho đến thật tế, cứu cánh niết bàn, cái phi pháp giới, pháp tánh cho đến thật tế, cứu cánh niết bàn không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát cũng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là chính chân như Đại Bồ Tát không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Địa chân như Đại Bồ Tát không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Chính pháp giới, pháp tánh cho đến thật tế, cứu cánh niết bàn, Đại Bồ Tát không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Địa pháp giới, pháp tánh cho đến thật tế, cứu cánh niết bàn, Đại Bồ Tát không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, Thanh Văn Thừa và tánh của Thanh Văn Thừa là không. Vì sao? Vì trong tánh không của Thanh Văn Thừa không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát cũng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Cái phi Thanh Văn Thừa và tánh của cái phi Thanh Văn Thừa là không. Vì sao? Vì trong tánh không của cái phi Thanh Văn Thừa không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Nên Đại Bồ Tát cũng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Độc Giác Thừa, Đại Thừa và tánh của Độc Giác Thừa, Đại Thừa là không. Vì sao? Vì trong tánh không của Độc Giác Thừa, Đại Thừa, Độc Giác Thừa, Đại Thừa không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát cũng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Cái phi Độc Giác Thừa, Đại Thừa và tánh của cái phi Độc Giác Thừa, Đại Thừa là không. Vì sao? Vì trong tánh không của cái phi Độc Giác Thừa, Đại Thừa, cái phi Độc Giác Thừa, Đại Thừa không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát cũng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là chính Thanh Văn Thừa, Đại Bồ Tát không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Lìa Thanh Văn Thừa, Đại Bồ Tát không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Chính Độc Giác Thừa, Đại Thừa, Đại Bồ Tát không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Lìa Độc Giác Thừa, Đại Bồ Tát không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, Bồ Đặc Già La của Thanh Văn và tánh của Bồ Đặc Già La của Thanh Văn là không. Vì sao? Vì trong tánh không của Bồ Đặc Già La của Thanh Văn, Bồ Đặc Già La của Thanh Văn không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát cũng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Cái phi Bồ Đặc Già La của Thanh Văn và tánh của cái phi Bồ Đặc Già La của Thanh Văn là không. Vì sao? Vì trong tánh không của cái phi Bồ Đặc Già La của Thanh Văn, cái phi Bồ Đặc Già La của Thanh Văn không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Nên Đại Bồ Tát cũng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Bồ Đặc Già La của Độc Giác Đại Thừa và tánh của Bồ Đặc Già La của Độc Giác Đại Thừa là không. Vì sao? Vì trong tánh không của Bồ Đặc Già La của Độc Giác Đại Thừa, Bồ Đặc Già La của Độc Giác Đại Thừa không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát cũng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Cái phi Bồ Đặc Già La của Độc Giác Đại Thừa và tánh của cái phi Bồ Đặc Già La của Độc Giác Đại Thừa là không. Vì sao? Vì trong tánh không của cái phi Bồ Đặc Già La của Độc Giác Đại Thừa, cái phi Bồ Đặc Già La của Độc Giác Đại Thừa không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát cũng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là chính Bồ Đặc Già La của Thanh Văn, Đại Bồ Tát không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Lìa Bồ Đặc Già La của Thanh Văn, Đại Bồ Tát không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Chính Bồ Đặc Già La của Độc Giác Đại Thừa, Đại Bồ Tát không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Lìa Bồ Đặc Già La của Độc Giác Đại Thừa, Đại Bồ Tát không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Lúc bấy giờ, cụ Thọ Thiện Hiện đại đáp lời Xá Lợi Tử, như tôn giả đã hỏi, vì duyên cớ gì mà nói đối với tất cả pháp, tôi dùng tất cả phương tiện, tất cả nơi chốn, tất cả thời gian để cầu Đại Bồ Tát hoàn toàn không sở hữu và chẳng thể nắm bắt được, thì tại sao lại khiến tôi dùng Bát Nhã Ba La Mật Đa để dạy bảo trao truyền cho các Đại Bồ Tát? Xá Lợi Tử, vì tánh của sắc là không, nên sắc đối với sắc không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Sắc đối với thọ không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của thọ là không, nên thọ đối với thọ không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Thọ đối với sắc không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Sắc thọ đối với tưởng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của tưởng là không, nên tưởng đối với tưởng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Tưởng đối với sắc thọ không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Sắc thọ tưởng đối với hành không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được.
vì tánh của hành là không, nên hành đối với hành không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Hành đối với sắc, thọ, tưởng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Sắc, thọ, tưởng, hành đối với thức không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của thức là không, nên thức đối với thức không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Thức đối với sắc, thọ, tưởng, hành không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, đối với các pháp như vậy, tôi dùng tất cả phương tiện, tất cả nơi chúng, tất cả thời gian để cầu Đại Bồ Tát, cũng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tự tánh là không. Xá Lợi Tử, vì tánh của nhãn xứ là không, nên nhãn xứ đối với nhãn xứ không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Nhãn xứ đối với nhĩ xứ không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của nhĩ xứ là không, nên nhĩ xứ đối với nhĩ xứ không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Nhĩ xứ đối với nhãn xứ không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Nhãn nhĩ xứ đối với tỷ xứ không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của tỷ xứ là không, nên tỷ xứ đối với tỷ xứ không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Tỷ xứ đối với nhãn nhĩ xứ không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Nhãn nhĩ tỷ xứ đối với thiệt xứ không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của thiệt xứ là không, nên thiệt xứ đối với thiệt xứ không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Thiệt xứ đối với nhãn nhĩ tỷ xứ không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Nhãn nhĩ tỷ thiệt xứ đối với thân xứ không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của thân xứ là không, nên thân xứ đối với thân xứ không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Thân xứ đối với nhãn nhĩ tỷ thiệt xứ không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân xứ đối với ý xứ không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của ý xứ là không, nên ý xứ đối với ý xứ không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Ý xứ đối với nhãn nhĩ tỷ thiệt thân xứ không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, đối với các pháp như vậy, tôi dùng tất cả phương tiện, tất cả nơi chúng, tất cả thời gian để cầu Đại Bồ Tát cũng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tự tánh là không. Xá Lợi Tử, vì tánh của sắc xứ là không, nên sắc xứ đối với sắc xứ không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Sắc xứ đối với thanh xứ không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của thanh xứ là không, nên thanh xứ đối với thanh xứ không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Thanh xứ đối với sắc xứ không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Sắc thanh xứ đối với hương xứ không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của hương xứ là không, nên hương xứ đối với hương xứ không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Hương xứ đối với sắc thanh xứ không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Sắc thanh hương xứ đối với vị xứ không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của vị xứ là không, nên vị xứ đối với vị xứ không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vị xứ đối với sắc thanh hương xứ không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Sắc thanh hương vị xứ đối với xúc xứ không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của xúc xứ là không, nên xúc xứ đối với xúc xứ không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xúc xứ đối với sắc thanh hương vị xứ không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Sắc thanh hương vị xúc xứ đối với pháp xứ không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của pháp xứ là không, nên pháp xứ đối với pháp xứ không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Pháp xứ đối với sắc thanh hương vị xúc xứ không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, đối với các pháp như vậy, tôi dùng tất cả phương tiện, tất cả nơi chốn, tất cả thời gian để cầu Đại Bồ Tát cũng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tự tánh là không. Hết quyển thứ 64.